Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một bài học, một video hướng dẫn cách để các bạn có thể tạo ra một cái slide. Nó có sự chuyển động hấp dẫn và nó mềm mại giống như cái thứ mà các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tạo ra những phần chuyển động của nội dung, của những cái bức ảnh hay thậm chí của những cái khung hình mà chúng ta cảm thấy ưng ý và chúng ta cảm thấy thích với nó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Ok, vậy thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ các bạn ạ. Thứ nhất, các bạn cần phải chuẩn bị các brush. Thứ hai, chúng ta cần phải chuẩn bị thêm các bức ảnh. Và thứ ba, chúng ta sẽ chuẩn bị màu sắc và nội dung. Và tất nhiên khi mà các bạn làm được một cái slide như vậy á, thì đa phần thì chúng ta sẽ tạo ra những cái điểm nhấn cho khán giả của chúng ta nhiều hơn. Vậy thì các bạn đã cảm thấy quen thuộc với những slide mang cái tính chất là nó đơn giản và nó hiện đại hơn. Thì đây cũng là một trong những cái dạng bài mà nó cũng sẽ làm cho những cái sản phẩm của chúng ta, những bài thuyết trình, những bài trình bày của chúng ta nó sẽ chuyên nghiệp hơn và nó tạo ra những cái sức hút hơn so với những bài tập hoặc là những cái bài thuyết trình trước đây. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể thiết kế được những cái nội dung này? Ở đây thì thầy Dương sẽ tạo ra cho chúng ta một số những cái slide như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một new slide mới các bạn nhé. Đấy, ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái slide số 9 là slide bắt đầu. Thì trước hết thì các bạn cần phải tạo ra một cái form cho nó cái đã. Đấy, ví dụ như chúng ta sẽ tạo ra những cái hình tròn. Ctrl D, hình tròn thứ 2, hình tròn thứ 3, thứ 4, thứ 5, vân vân. Vậy thì ở trong này ấy, số lượng hình tròn thì nó tùy thuộc vào các bạn. Các bạn có trình bày bao nhiêu bức ảnh hay là chúng ta có bao nhiêu nội dung ấy, thì chúng ta cũng lựa chọn số lượng hình tròn. Được chưa? Chúng ta sẽ lựa chọn số lượng hình tròn cho nó phù hợp thôi. Và bấm vào phần Shape Outline để chúng ta tắt phần No Outline. Cái phần màu sắc ở đây thì chúng ta đã rất quen thuộc với việc là sử dụng cái bảng màu ở trong cái trang web là colorhunt.co. Thì cái trang web này thì Dương cũng đã hướng dẫn với tất cả các anh chị và các bạn chúng ta rất nhiều lần rồi, cho nên là phần này thì tôi cũng không hướng dẫn lại cho các bạn nữa. Đấy, mà chúng ta sẽ tiếp tục làm như sau. Các bạn sẽ quan sát ở trên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy các brush. Nhìn thấy các brush mà chúng ta đang thực hiện ở bên tay phải. Đấy, đây là các brush mà chúng ta sẽ dùng để có thể đưa những cái hình khối, đưa những bức ảnh của chúng ta vào đây. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lấy được các brush này? Các bạn sẽ truy cập vào trang freepik.com. Chúng ta sẽ lấy ra cái phần brush. Ở đây nó chính là cái số lượng brush mà chúng ta sẽ cần dùng. Đấy, ví dụ như các bạn sẽ thích cái brush nào thì chúng ta sẽ tìm kiếm và chúng ta sẽ đưa nó về, đúng không ạ? Đấy, vậy thì nó cũng có một số cái video mình đã hướng dẫn với các bạn là việc là chúng ta sẽ insert cái brush vào trong slide của mình như thế nào. Và tất nhiên các bạn cần phải chuyển qua một bước nữa, đấy là chuyển cái định dạng file này nó trở thành file SVG. Đấy, và các bạn sẽ gõ từ brush ở trên cái trang YouTube. Và ở trên cái kênh này thì các bạn hoàn toàn có thể gõ brush. Đây, gõ tên kênh của mình ra, Brush Nguyễn Ngọc Dương, thì nó sẽ có cho chúng ta rất nhiều các cái video liên quan đến phần brush. Đấy, thì hoàn toàn các bạn có thể ứng dụng các cái kiểu brush này để chúng ta làm. Và rất nhiều những cái brush khác các bạn ạ. Đây, ví dụ như các cái kiểu brush này. Rất nhiều cách để các bạn có thể đưa vào nhé. Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những cái brush như vậy. Ok, vậy thì các bạn nếu như các bạn yêu thích những cái brush như vậy thì mình đã để nó dưới cái phần mô tả cho các bạn rồi. Đấy, thì chúng ta cũng không cần thiết là chúng ta phải dùng nó, và các bạn hãy tải cái file đó ở dưới phần mô tả thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Đây là một số cái brush mà các bạn sẽ sử dụng ở trong cái video này. Đây, ví dụ như chúng ta có thể copy cái brush này. Đấy, Ctrl V để chúng ta dán nó vào đây. Và sau đấy thì các bạn sẽ tạo ra cái phần chuyển động, hoặc thậm chí là các bạn cũng cần phải phóng to và thu nhỏ cái brush của chúng ta cho nó phù hợp. Đấy, thì trong cái brush này thì chúng ta sẽ, lát nữa thì chúng ta sẽ đưa ảnh vào đây, được không? Các bạn sẽ đưa ảnh vào đây. Bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt thứ tự nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhân bản nó lên. Chúng ta sẽ làm thành các cái form khung đã các bạn ạ. Chúng ta phải làm thành các cái form khung cái đã. Rồi, chúng ta xóa đi, chúng ta tiếp tục. Copy. Ctrl V.
Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục dán nó vào đây. Cái hình cái burst này nó to hay nhỏ nó tùy thuộc vào cái cách làm của các bạn thôi, cái cách điều khiển nội dung của các bạn. Đấy, phóng lớn lên. Rồi, ok. Tiếp tục đến cái burst số 3 thì chúng ta có nhiều người thì chúng ta có thể sử dụng một loại burst thôi cũng được các bạn nhá. Chúng ta cũng có thể sử dụng một loại burst thôi. Đây, đây là một cái loại tiếp theo. Ctrl C để copy và Ctrl V để chúng ta dán vào đây. Đấy. Ví dụ như khi mà ở trong này thì chúng ta đã có ba cái brush giống nhau rồi các bạn ạ. Chúng ta đã có ba cái brush cho mình rồi. Đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm lần lượt. Đấy, ví dụ như cái đầu tiên có thể nó nhỏ và cái thứ hai thì chúng ta sẽ cho nó kích thước nó lớn lên. Các bạn sẽ giữ phím Ctrl Shift và sau đây chúng ta kéo thả nó. Đấy, chúng ta kéo thả nó. À, rồi tiếp tục ở đây thì nó sẽ đến cái này. À, vậy thì để các bạn sẽ thấy được rằng là các cái kích thước của hình tròn này nó lớn hay nó nhỏ thì chúng ta sẽ xem ở trong phần Shape Format và chọn 1.65. Đấy thì các bạn sẽ tiếp tục này, đến cái thứ ba chúng ta sẽ thay đổi trong phần Shape Format 1.65. Rồi, bây giờ điều chỉnh nó vào đây. Được chưa? Tiếp tục ở dưới này. Đấy, 1.65. Rồi, di chuyển vào đây. Đấy, thì như vậy chúng ta đã có ba cái hình khối. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có ba cái hình khối to hơn và nó nằm ở trong cái vị trí này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đưa hình ảnh vào đây các bạn nhé. À, trước khi mà chúng ta đưa hình ảnh thì các bạn cũng sẽ sử dụng một cái hiệu ứng để là Transition Morph để chúng ta kiểm tra xem là cái phần chuyển động của các nội dung này nó như thế nào. Nào, bây giờ các bạn sẽ xem này. Đây là cái slide đầu tiên. Đấy, khi mà chúng ta bấm Next chuyển động ấy thì cái hình khối tròn ấy, các bạn để ý cái hình khối tròn của chúng ta nó đã bắt đầu nó tạo ra cái sự chuyển động rồi. Đúng không ạ? Đấy, nó tạo ra sự chuyển động và nó rất mềm các bạn nhé. Nó mượt mà và nó rất là nhẹ nhàng. À, vậy thì bây giờ tiếp theo, cái bước tiếp theo mà các bạn cần phải làm đấy là chúng ta sẽ chọn một cái nội dung. Đây, ví dụ như cái nội dung mà Thì Dương đã có tạo ra đây. Thì các bạn cũng có thể Ctrl copy nó vào. Và tất nhiên thì đây là một cái nội dung demo cho các bạn thôi. Đấy, cho nên chúng ta cũng sẽ gõ một cái nội dung như vậy nhá. Rồi, tiếp tục Ctrl V. Đấy, dán vào nội dung thứ hai. Và một cái nội dung thứ ba đấy là Ctrl V và chúng ta sẽ dán tiếp vào đây. Đấy, chúng ta sẽ demo 3 slide thôi các bạn. Vậy thì với cái cách làm như vậy ấy, thì các bạn có thể linh hoạt để có thể tạo ra 4, 5, 6, 7, 8 vân vân. Rất nhiều những slide khác nhau nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lại kiểm tra kết quả một lần nữa trước khi chúng ta đưa ảnh vào đây. À, các bạn sẽ thấy nó chuyển động này. Đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy nó chuyển động. Đấy, nó rất là hay về cái cách làm như vậy. À, rồi, bây giờ sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo chúng ta cần phải làm, đấy là đưa bức ảnh vào trong này. À, bây giờ chúng ta đưa ảnh vào như thế nào? À, các bạn sẽ xem nhé. Ví dụ như cái bức ảnh này chúng ta là cái gì? Đấy, thì ở trong này nó cũng phải là cái đó. À, cái mà nó hiển thị to hơn thì ở bên này nó sẽ hiển thị cái như vậy, đúng không ạ? Nào, bây giờ các bạn sẽ bấm chuột phải, chọn Format Graphic. Đấy, sau đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái nội dung. Đấy, nhưng mà trước khi mà các bạn chọn cái phần Picture Format ở đây ấy, thì nó cũng chưa thể nào mà chúng ta cho ảnh vào được, đúng không ạ? Đấy, thì nếu như mà các bạn đang sử dụng một cái hình khối mà thầy Dương gửi cho các bạn ấy, thì chúng ta phải bấm vào phần Convert to Shape cái đã. Được chưa? Nó phải chuyển về cái dạng đó và chúng ta mới cho cái picture vào được. Đây, Insert. Rồi, cái slide đầu tiên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số các cái hình ảnh khác. Đây, ví dụ như các hình ảnh này. Đấy, khi mà các bạn đưa ảnh vào ấy, thì thấy cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ bị nghiêng, đúng không ạ? Nó sẽ bị nghiêng. Vậy thì lúc này các bạn sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ tích vào cái phần Roll State with Shape ở đây. Đây các bạn. Đấy, tích vào đây. Bỏ tích đi. Thì nó sẽ trả cái bức ảnh của chúng ta về một cái rất là thật. Và tiếp tục bấm vào phần Picture Format, chọn Crop, chọn Fill. Đấy, để chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần di chuyển của bức ảnh. Đây, ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể phóng lớn và thu nhỏ cái bức ảnh này lại. Để chúng ta sẽ lấy được toàn bộ cái tổng thể của bức ảnh đến cái vị trí mà các bạn cảm thấy ưng ý, đúng không ạ? Ok, rồi bên trong này các bạn cũng sẽ làm như vậy. Đấy, lấy đúng cái bức ảnh mà chúng ta mong muốn nhá. Chọn Crop, rồi phóng lớn lên một chút. Đấy, đúng không ạ? Thì cái chỗ này nó sẽ trùng một cái bức ảnh này. Và tương tự các bạn cũng sẽ làm lần lượt như vậy.
Đúng không? Ở trên này thì các bạn dùng cái gì? Đây, điểm này dùng cái gì? Chọn Graphic Format, chọn Convert to Shape. Rồi, Picture, Insert. Đấy, các thao tác mà chúng ta đưa ảnh vào chắc chắn các bạn đã rất quen thuộc rồi. Ở đây thì Dương cũng sẽ không nói nhiều nữa. Rồi, chọn tích vào Rotate with Shape, chọn Picture Format, chọn Crop, chọn Fill. À, thì ở đây thì các bạn sẽ di chuyển cái bức ảnh của chúng ta đến cái vị trí mà mình cảm thấy ưng ý thì mình dừng nó lại thôi. Yes, ở trong này nữa. Picture, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Crop, điều chỉnh cái bức ảnh này. À, nó không bị mất góc các bạn nhé. Đấy, cái bước làm nó cứ lần lượt thứ tự như vậy thôi. Graphic Format, chọn Convert. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đẩy nó lên. Rồi, Picture, Insert. Đấy, tương tự thôi, các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh nào đó. Tắt cái tính năng này đi. Rồi, Crop Fill. Ok, đấy. Rồi, sau khi mà xong rồi thì ở bên cái hình khối này các bạn cũng sẽ làm như vậy thôi, đưa bức ảnh để vào. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta đã có cho mình 3-4 bức ảnh lớn này rồi thì tất cả các bức ảnh nhỏ này các bạn cũng có thể thay thế nó cho nó chính xác, đúng không ạ? Cái phía trên ấy, cái này. Cái phía trên của chúng ta nó chính là cái bức ảnh ngôi nhà này, đúng không ạ? Cái thứ 3. Đấy thì các bạn cũng phải cho nó chính xác nhá. Cái số 3 này, các bạn phải chọn nó đúng. Đúng cái bức ảnh đó, bức ảnh ngôi nhà. Rồi, tiếp tục. Đấy, cái số 2 đúng không ạ? Cái số 2 này nó chính là cái cây. Đấy, thì các bạn cũng phải nhớ chọn cái số 2 là cái cây. Insert. Yes. Ok, cái số 3 này nó là cái bức ảnh một cô gái. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi mà các bạn mới bắt đầu làm ấy thì chúng ta cảm thấy nó hơi bị rối, đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy nó hơi rối một chút, nhưng mà khi mà chúng ta đã làm quen rồi ấy, thì nó sẽ lại đơn giản thôi. Ok, rồi, chúng ta đã làm việc với xong với 3 cái nội dung này. Thì với 2 cái số 1 và số 5 thì các bạn chỉ cần thêm một cái bức ảnh khác thôi. Đấy, chúng ta hiểu cách làm thì các bạn cứ thêm vào thôi. Ok, rồi, cái số 3. Đấy. Đây nữa, chúng ta sẽ thay thế nội dung. Cái ở giữa tức là cái nhà này, đúng không các bạn? Đây, tiếp tục. Cho bức ảnh vào. Yes, rồi, cái cuối cùng. Tìm kiếm một bức ảnh khác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho cái bức ảnh này vào. Yes. Rồi, tiếp tục nhé các bạn nhé. Các bạn cũng cứ sẽ làm như vậy thôi. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ mất thời gian của chúng ta về cái việc là các bạn đưa ảnh vào thôi. Đấy thì khi mà chúng ta đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ kiểm tra về cái kết quả của nó. Đấy. Yes. Trông cái bức ảnh của chúng ta đưa vào cái brush nó rất là đẹp mắt, đúng không các bạn? Rồi, chúng ta chuyển động thôi. Đấy, mỗi lần chuyển động thì nó phóng to lên. Phóng to lên thì nó đi kèm với nội dung và nó sẽ có những cái bức ảnh nó liên quan cho chúng ta. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ rất là hay với cái việc mà chúng ta chuyển động như vậy. Thì khi mà chúng ta chuyển động như thế này ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình thêm một số những cái giải pháp khác để làm cho nó sống động thêm cái slide của chúng ta lên ấy, thì tùy các bạn. Đấy, thì ở cái slide đầu tiên để cho các bạn chuyển thành cái slide này ấy, thì bây giờ các bạn sẽ làm thêm cho Thủy Dương một cái bước như sau. Có thể ở cái phần trên, đây các bạn sẽ copy toàn bộ cái nội dung này, copy và chúng ta dán cho một cái slide trống, tức là cái slide mở đầu của nó. Đấy, ở đây, nào chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. 0.81 các bạn nhé. 0.81. 0.81. Rồi, cho nó vào đây. Đấy. Nào, bây giờ ví dụ như đây là một cái slide đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn chuyển ra cái slide số 2 ấy, thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đấy, nó sẽ bắt đầu nó hiển thị lên. Đấy, nhưng mà sẽ để làm cái hiệu ứng morph chuyên nghiệp hơn ấy, thì các bạn sẽ tiếp tục ở trong này thì chúng ta cần phải cho vào đây một cái nội dung. Đấy, ví dụ như bây giờ Thầy Dương sẽ sử dụng cái nội dung này. Ctrl V và chúng ta đưa nó vào đây.
Rồi, đây là nội dung của chúng ta sẽ làm việc với nó. Các bạn sẽ chọn một cái phông chữ. Có thể dùng một số cái phông chữ nào đấy nó nổi bật hơn thì các bạn sẽ dùng nhé. Chúng ta thích cái phông nào thì các bạn dùng phông đấy thôi. Đây, các bạn sẽ kéo xuống sử dụng phông chữ IC chẳng hạn. Đấy, nó có một số cái phông chữ đây để cho chúng ta có thể dùng với nó. Rất nhiều các mẫu phông chữ khác nhau đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể chọn nhá. Rồi, ok, có thể sử dụng tạm cái này. Rồi. Cho nhỏ lại. Đấy, tất cả các nội dung này thì Dương đang làm demo cho các bạn xem thôi. Chọn một cái phông chữ khác. Đấy, và tùy thuộc vào từng lĩnh vực và từng chủ đề để các bạn có thể lựa chọn thêm cho mình những cái cách làm khác nhau. Quan trọng là chúng ta biết ý tưởng và sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển biến nó. Đây, chúng ta cũng có thể sử dụng thêm. Cho nó lớn lên một xíu. Yes. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Rồi. Chọn một phông chữ khác nó đậm hơn. Đấy, nó cũng... Các bạn có thể sử dụng các cái phông chữ VIC này cũng được nhá. Các phông chữ VIC này trông nó cũng khá là thu hút đấy các bạn. Đấy, trông nó cũng khá là thu hút này. Kéo xuống. Rồi, chọn một cái phông chữ đậm hơn. Đỡ mất thời gian của các bạn này. À đây, dùng cái phông chữ này cũng được. Rồi, chúng ta có thể đổi màu nó. Mình sẽ chọn cái màu nó đậm hơn. Rồi, đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ sử dụng nó. Các bạn ạ, chúng ta sẽ sử dụng nó. Và với những cái nội dung như vậy á, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái nội dung tiêu đề để các bạn có thể trình bày các nội dung này. Chúng ta có thể trình bày các nội dung này. Và với một cái slide mở đầu như vậy thì để cho các bạn có thể chuyển biến nó đến cái slide sau. Đúng không ạ? Vậy thì cái hiệu ứng này các bạn cũng có thể copy Ctrl C. Và sau đấy chúng ta sẽ Ctrl V và dán nó vào đây để nó di chuyển ra phía ngoài. Đấy. Và đồng thời các bạn có thể đẩy các nội dung này nó ra xa hơn. Để nó tạo ra cái sự chuyển động tốt hơn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nhá. Các bạn đã chuyển động nó, đúng không ạ? Đấy, nó chuyển động ra ngoài. Đây, nó chuyển động ra ngoài và nó chuyển động vào trong đây các bạn. Thấy không ạ? Yes. Đấy, thì với cái việc đó thì các bạn sẽ để ý rằng là ở đây nó sẽ có những cái phần chuyển động của bức ảnh. Vậy thì cái video này thì Dương đang hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn biết rằng chúng ta vận dụng cái brush, vận dụng cái sự chuyển động của morph và chúng ta luân chuyển để tạo ra những cái phần chuyển động cho những vật thể, cho những bức ảnh. Đấy, và chính điều đó nó sẽ làm cho cái bài thuyết trình của các bạn nó cảm giác là nó ấn tượng và nó chuyên nghiệp hơn. Vậy thì các bạn cảm thấy yêu thích video này, chúng ta đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi các video mới nhất của mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần tiếp theo nhé.